Chương trình xin được gửi lời chào đến đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Xin chào Kim Thanh và chào quý khán giả. Dạ thưa anh, trong những ngày trước thì phía bên đất rừng phương Nam của mình đã tung ra một teaser first look cũng như là một cái poster first look cho bộ phim Đất rừng phương Nam, thì Kim Thanh cảm thấy là mọi người cũng ủng hộ khá là nhiều. Tuy nhiên thì đâu đó cũng có khá là nhiều cái bàn luận rồi ý kiến trái chiều này trái chiều kia xung quanh một số nhân vật tham gia vào đoàn làm phim cũng như là so sánh với phiên bản truyền hình ngày xưa vân vân. Thì không biết là phía đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhận những cái phản hồi của mọi người như thế nào ạ? Phải nói là mình rất là cảm ơn và cũng có vui nhẹ, bởi vì một cái dự án mà được mọi người rất là quan tâm. Tất nhiên là những cái dự án nào mà được mọi người quan tâm thì nó sẽ có những cái ý kiến, thì mình cũng nghĩ là khán giả thì họ phát hiện ra cái điều gì thì họ nói điều đó. Cái điều đó cũng là rất là tốt, thì bản thân đoàn phim và ekip cũng nốt lại và cũng ghi nhận tất cả, từ hồi những tấm hình chụp ở trên set quay của những người tham gia diễn viên hay là những cái bộ phận marketing họ gửi lên trên mạng, thì cũng đã có rất là nhiều cái ý kiến đóng góp, cũng có rất là nhiều ý kiến đóng góp họ đúng thôi chứ không có gì. Thì mình cũng thấy đó là một cái điều mà để cho đoàn phim phải soi lại tất cả mọi thứ, và nó cũng làm cho mình trách nhiệm hơn. Tất nhiên là cũng có những cái thì đoàn phim cũng chưa có hoàn thành cái phần hậu kỳ, tại vì khi mà ra phim thì nó sẽ khác. Nhưng mà tất nhiên là với một số lượng người soi nhiều thì sẽ cho đoàn phim được nhiều cái điều mà có thể là đoàn phim cũng chưa thấy. Giống như mình kinh doanh hay mình làm cái gì đó, khi mà khách hàng họ càng khó tính thì nó sẽ làm chúng ta phải trách nhiệm hơn, và nhờ cái sự khó tính nhiều khi mình cũng thấy hơi đuối, nhưng mà những cái điều đó sẽ làm cho mình phát triển hơn. Những cái bình luận mà cái kiểu là khen phim nhưng mà cái khen đó nó lại làm cho mình cảm thấy là dùng anti thì cũng không đúng, nhưng mà đại ý là người ta nói là teaser có mấy mười giây và thấy cái dòng sông nó rất là đẹp, nhưng mà đây là một cái bộ phim có một cái đề tài mà tương đối nó hơi thực tế và thậm chí nó có thể hơi thảm khốc, mà cái cách mình quay á thì nó đẹp quá, nó đẹp còn hơn phim ngôn tình nữa, thì anh Dũng thấy như thế nào? Cái bộ phim này là một cái bộ phim nói về một cái hành trình của một cái cậu bé ngoài cái thời điểm và cái không gian trong một cái cuộc chiến tranh thời Pháp thuộc. Nó rơi vào khoảng năm trước năm 1930, mình có dời lên sớm hơn so với lại tác phẩm gốc một chút xíu. Cũng có những cái dữ dội nhưng mà cũng có những cái đẹp của cái vùng đất này. Mình nghĩ rằng cái phim này có những cái mảng nó như vậy, nó đối trọng với nhau. Tức là mình phải cho người ta thấy một cái vẻ đẹp của cái vùng đất này, thì để bảo vệ cái vùng đất này nó càng phải mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là cái teaser thì nó cũng là một vài cái cảnh mà đoàn phim muốn giới thiệu tới khán giả để khán giả nhớ tới cái phim và nhớ tới cái ngày chiếu. Thật ra cái phim này có rất là nhiều góc độ để dựng teaser và trailer, để nó có nhiều, thứ nhất là có những hành động, có những drama, có những cái cảnh rất là vui vẻ và cũng có những cái cảnh rất là mơ mộng nó lẫn với nhau, thì nó tạo nên một cái bộ phim Đất rừng phương Nam này. Mỗi một cái teaser hay một cái trailer nó sẽ có một cái nhiệm vụ để cho khán giả nhìn ở một góc độ nào đó. Thì sắp tới chúng tôi sẽ có những cái teaser, thí dụ như là giới thiệu nhân vật, rồi trailer về hành động, về cái cuộc đấu tranh này nó mạnh mẽ, nó quyết liệt, và cũng có thể có một cái tổng hợp mà mọi người sẽ thấy được nó vừa có những cái rất là nên thơ, rất là vui vẻ, rất là hồn nhiên, và cả những cái cuộc đấu tranh nó rất là khắc nghiệt. Người ta nhận xét là với cái teaser first look như vậy, tức là phía đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng như là phía nhà sản xuất muốn cho người xem chỉ cần nhìn vào là thấy được cái mức độ đầu tư rất là dữ dội của mình dành cho bộ phim, ví dụ như là về kỹ xảo nè, về đại cảnh nè, về những cái mà mình phải dàn dựng lại trong cái bối cảnh ngày xưa, tức là chỉ qua mấy mươi giây đó thôi nhưng mà mình muốn khoe ra những cái điều đó, thì không biết có chính xác hay không ạ?
Cái đó cũng không khoe lắm đâu, tại vì cái phim nó còn dữ hơn. Thật ra cũng là một cái ý đồ nào đó để ra một cái phần của cái tinh thần phim. Thứ hai là nó cũng theo cái điều kiện của từng giai đoạn nữa. Cái giai đoạn này mình vừa ghi hình xong thì thật ra cũng chọn một vài shot mình thấy nó ra cái tinh thần phim, và nó cũng không phải làm hậu kỳ kỹ xảo nhiều để kịp cho ra cái phất mức này. Chứ thật ra phim thì tới gần 80% là đều có cái sự can thiệp về hậu kỳ, thì có nhiều cái cảnh cũng to lớn nhưng mà chưa có làm kịp. À, thì từng giai đoạn thôi, thì dĩ nhiên là mình cũng muốn mọi người thấy được cái tinh thần phim. Dĩ nhiên mình làm gì mình cũng muốn khoe một tí xíu gọi là nhá hàng, và cho mọi người thấy chúng tôi đang làm một cái phim rất là nghiêm túc, và đây là một cái bộ phim tuy là mình gọi là kinh phí cao nhưng mà kinh phí cao so với những bộ phim khác thôi. Nhưng mà với mình á, thì đây là một cái bộ phim với cái đề tài này, với cái bối cảnh này, với những cái gì các bạn sẽ thấy khi coi phim, thì thật ra kinh phí cũng phải rất là đắn đo. Chúng tôi cũng phải cố gắng hết sức làm sao mà có thể hiệu quả nhất trong cái kinh phí đó. Tất nhiên là so với những cái phim mà phim xã hội hay những phim drama bình thường thì kinh phí rất là cao so với những cái phim đó. Mà so với thể loại này thì nó cũng không thấm tháp gì nếu mà cho tiền nữa, hành nữa. Hy vọng là những cái dự án sắp tới khi mà nó có những cái tín hiệu tốt thì các nhà đầu tư hay bản thân mình cũng muốn làm những cái đề tài như vậy nó nhiều hơn và được đầu tư hơn. Mọi người cũng nói là anh chuẩn bị cả năm rồi, rồi quay rồi mới thực hiện xong. Nhưng mà thật ra thì cái dự án này anh cũng đã bắt tay vào nhiều năm trước chứ đâu phải là chỉ từ mới năm ngoái đúng không ạ? Đây là cái phim mà mình tốn khoảng độ 6 năm là chính thức ký hợp đồng á, là 6 năm. Đầu tiên là mua cái bản quyền của tác phẩm Đất Rừng Phương Nam là 5 năm, sau đó phải mua lần thứ hai 5 năm nữa thì mới kịp cho cái dự án này. Cái dự án này thứ nhất là cái tính làm sao phải giữ được cái tinh thần nhưng mà cũng mang được cái điều gì đó mới mẻ cho cái kịch bản, thì cái thời gian làm kịch bản cũng lâu. Sau đó là phải tính tới cái việc làm sao thực hiện được những cái gì mà kịch bản viết ra. Sở dĩ nó kéo dài vậy thì nó cũng chờ những cái điều kiện điện ảnh mỗi năm nó phát triển. Thì lúc đó tới năm 2019 thì là điện ảnh rất là phát triển, nhưng mà sau cái đợt lúc đó chúng tôi định chuẩn bị bắt đầu để đi quay thì nó gặp đại dịch. Khi mà đại dịch thì điện ảnh rất là khó khăn với những cái phim mà nó có những cái kinh phí hơi lớn như vậy. Chúng tôi cũng phải tính về tính khả thi của những cái cảnh quay, về sự kết hợp của những cái bối cảnh và kỹ xảo làm sao nó đẹp và nó cũng phải chân thật. Cái đó là nó cũng cần có thời gian khi mà mình không có quá nhiều tiền để mình làm một cái điều gì nó tốt, thì thay vì tiền thì mình phải bỏ thời gian vào nó nhiều hơn. Đó là cái lý do vì sao cái phim này nó trải dài từ những cái ngày đầu là khoảng 6 năm. Kim Anh biết anh cũng như là phía nhà sản xuất là những người rất là dày dặn kinh nghiệm. Phải nói là trước khi mình làm một cái tác phẩm nào thì mình điều nghiên cũng rất là kỹ. Nhưng mà với cái tác phẩm này nó có những cái gì phát sinh so với cái suy nghĩ ban đầu của mình hay không ạ? Có chứ, đầu tiên là mình phải lựa chọn làm sao, tức là với cái tác phẩm tiểu thuyết nó rất là dài và trên cái nền tảng của cái sự cố vấn của đạo diễn Vinh Sơn nữa, thì làm sao để rút được cái kịch bản đi theo cái hướng nào là tốt nhất. Khâu kịch bản là cái khâu cũng rất là phức tạp và mình cũng phải casting cũng rất là khó. Casting rồi mình chọn những cái tạo hình cũng rất là khó, làm sao để nó cũng không mất đi cái chất của cái phim mà mình cũng phải đem tới cái điều mới mẻ cho khán giả, thì cái đó là cái mà mất thời gian nhất. Thứ hai là đi tìm bối cảnh, thì mình cũng biết là hiện nay là để có những cái cánh đồng cò bay thẳng cánh hay là có rất là nhiều cái ví dụ như là chợ nổi miền Tây ví dụ như vậy, thì mình phải đi tìm xong rồi lại phải về làm việc với phía bên kỹ xảo rồi cùng nhau đi ra đó để làm sao kết hợp được, có thể làm được những cái điều đó. Tìm được cái bối cảnh nó đã khó rồi, nó có cái cơ để có thể dựng cảnh, có cái cơ để có thể làm kỹ xảo thì nó đã khó rồi, sau đó lại kết hợp những cái đó với nhau nữa, cho nên nó là cần cái thời gian rất là dài. Mình thì làm nghề lâu nhưng mà cũng không có nghĩa là
cái gì mình cũng muốn biết. Thật ra cái gì mình làm rồi thì mình biết thôi, còn có những cái mà mình chưa làm thì mình cũng không biết. Mình cũng phải tính toán hết sức có thể. Thì ở cái đất rừng phương Nam này cũng vậy, cái phim này thì cũng có rất là nhiều điều mình cũng chưa làm, bây giờ mình cũng không biết, cho nên là nó hơi khó khăn. Kim Thanh nghĩ là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng đã lường trước được là mọi người sẽ so sánh giữa tác phẩm này của mình so với Đất Phương Nam của thập niên 90 đúng không ạ? Mặc dù là một cái điện ảnh, một cái truyền hình nhưng mà kiểu gì người ta cũng so sánh, và Kim Thanh cũng đọc được rất là nhiều những cái ý kiến kiểu như là tác phẩm kia đã là bất hủ, là dấu ấn khó phai rồi, cho nên là cũng không muốn xem một cái tác phẩm nào khác nữa. Thì đúng rồi, thì giống như mình có những cái ký ức của mình, thí dụ như Tây Du Ký 86 và Bánh Mì Chấm Sữa là khó thay thế lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng mỗi một cái thời đại nó có cái góc nhìn mới. Mình cũng mong rằng cái thời đại của mình thuyết phục được những cái người ở cái thế hệ này sẽ thấy một cái góc nhìn nó khác với cái phim truyền hình. Và những người đã yêu cái phim truyền hình rồi á, thì không phải vì họ xem phim này thì có thể họ thích cái phim cũ hơn cũng được, không có vấn đề gì. Nhưng mà mình nghĩ rằng cũng sẽ đem lại cho một cái điều thú vị cho họ, cái góc nhìn và để có một cái sự so sánh, và mình nghĩ rằng là họ cũng sẽ cảm nhận được những cái điều mình muốn làm và cái mà tâm huyết của đoàn phim muốn làm ở cái phần này. Có phải vì bản thân phía đạo diễn Quang Quang Dũng cũng như là nhà sản xuất mình đã ý thức được cái điều này rất là rõ, cho nên là kiểu gì trong cái tác phẩm điện ảnh này nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố khiến cho người ta nhớ tới phiên bản cũ, có những cái hình ảnh, những nhân vật là khiến cho chúng ta phải liên kết lại với tác phẩm cũ. Cái kiểu như là anh không phải là một người muốn tạo ra một đất rừng phương Nam để đối nghịch lại phiên bản cũ, mà anh lại muốn làm một cái gì đó tiếp nối hơn. Không biết điều đó có chính xác hay không, tại vì Kim Thanh thấy là trong một cái teaser first look nó rất là ngắn ngủi như vậy. Cuối cái phần teaser có giọng hát của anh Tô Thanh Phương vang lên thì nhiều người rất là xúc động mà. Mỗi lần một cái dự án khi mình làm lại nó đều có những cái ý đồ riêng. Ví dụ như hồi nào mình làm Hậu Trường Ba Gia Hàng Thịt đi thì mình làm khác hẳn, nhưng mà có những cái thể loại hay là cái phim này á, thì mình muốn theo cái đó và phát triển nó nhiều hơn, nó sâu hơn. Ví dụ như là cái bộ phim Đất Rừng Phương Nam này, cái tình cảm giữa bé An và bố và cha đó có nhiều cái trăn trở hơn, với những cái con người nó có những cái mặt trái mặt phải nhiều hơn, với những cái nhìn về cuộc chiến cũng vậy, nó cũng có những cái khác hơn với tác phẩm văn học hay là tác phẩm truyền hình. Với cái bộ phim này thì mình cũng muốn tô đậm cái tinh thần yêu nước, cái dân tộc của người miền Nam nữa, cho nên là nó sẽ có những cái điểm nhấn có vẻ nhấn hơn, bởi vì nó là cái phim điện ảnh thì nó cần những cái gì đó nó mạnh mẽ hơn. Anh có thể tiết lộ một chút xíu là những nhân vật cũng như là những cái yếu tố của Đất Phương Nam phiên bản truyền hình sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm trong cái tác phẩm điện ảnh lần này ạ? Nhiều chứ, nhưng mà cái bộ phim này nó cũng không dàn trải như truyền hình, mà nó sẽ là một phần của câu chuyện thôi. Cái cuộc phiêu lưu này với cái phần này của Đất Rừng Phương Nam là vẫn còn tiếp, nó là một phần của bé An. Bé An còn có những cái trải nghiệm kế tiếp nữa. Ở đây chúng ta cũng không gặp hết tất cả các nhân vật, hay cũng không gặp hết đầy đủ các chi tiết ở tiểu thuyết hay là phiên bản truyền hình. Phim này sẽ chọn một hai nhân vật để nhấn hơn với cái mối quan hệ của bé An, và một hai nhân vật thì mang một cái tính giới thiệu để hy vọng mở ra một cái phần tiếp theo nó sẽ có nhiều cái điều thú vị hơn, bởi vì mình cũng không tham, bởi vì cái tác phẩm tiểu thuyết thì nó quá lớn, và để đi dọc theo cái hành trình của bé An thì mà cũng không thể làm một phim là có thể làm hết được. Tức là cái Đất Rừng Phương Nam lần này mình chiếu nó chỉ là cái phần đầu của tác phẩm, và nếu như nó được mọi người đón nhận thì nó mới có phần tiếp theo đúng không ạ? Dạ đúng rồi, có thể nhiều phần nhưng mà nó cũng giải quyết gọn gãy, cũng có đầu có đuôi cho cái phần này, chứ không tới nỗi làm mọi người bỡ ngỡ hoang mang. Nhưng mà anh có nghĩ đến cái yếu tố các bé lớn lên rất là lẹ nếu mà chúng ta phải chờ đợi cái phản ứng của khán giả và doanh thu hay không ạ? Thì hiện nay chúng tôi cũng đang chuẩn bị rồi, thật ra các bé cũng sẽ lớn lên theo cái thời gian ở trong cái cuộc hành trình này, các bé cũng lớn lên, hy vọng là đoàn phim chạy kịp với lại các bé, hoặc là nếu các bé lớn quá thì chúng ta có những cái phương án khác. Dạ. Tức là ít ra là cũng phải một trilogy đúng không ạ? Dạ. Một cái vấn đề cuối muốn hỏi anh Dũng thì chắc là anh cũng đã đọc nhiều, nghe nhiều rồi ạ.
Tức là mọi người nói về cái câu chuyện Trấn Thành tham gia đóng vai Bác Ba Phi trong cái tác phẩm này, thì nó có hai cái ý. Ý đầu tiên á, là nhiều người nói Trấn Thành là thành trai hào quang rực rỡ, cho nên là đóng vai Bác Ba Phi thì nó mất cái tinh thần Bác Ba Phi của nghệ sĩ trung dân, và họ không muốn cái điều đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mặc dù là tin giả fake news khá là nhiều, nhưng mà chính cái phần tin giả đó khiến cho mọi người anti Trấn Thành vào cái thời điểm này, và họ nói rằng là họ sẽ tẩy chay đất rừng Phương Nam vì có Trấn Thành tham gia lẫn đầu tư. Họ có lấy lại những cái phát biểu của anh Nguyễn Quang Dũng trong những cái lần trước, là về cái việc anh nhận xét như thế nào về việc tham gia của Trấn Thành vào tác phẩm này, thì họ mới anti tiếp là chính đạo diễn của bộ phim nhận xét như vậy thì cái bộ phim này cũng không đáng ủng hộ. Về phía mình nha, đầu tiên là những người ngôi sao hàng đầu họ đều có những cái lý do mà để họ trở thành ngôi sao. Đầu tiên họ phải có tài năng, sau đó mà họ có một cái số mệnh, nó có rất là nhiều kịch tính, có rất là nhiều cái drama. Nếu mình nhìn lại các ngôi sao đều như vậy, thứ nhất là khi một người ở một cái vị trí thì sẽ bị soi xét nhiều hơn, cũng sẽ có người yêu và cũng sẽ có những người ghét, cũng có những người họ hiểu lầm, hay là cũng có những cái tính cách mà người ta không thích vì một lý do gì đó. Nhưng mà với Dũng, Dũng thấy Thành là một người rất là tài năng. Mình đi làm nghề thì mình rất là mong muốn làm với những cái người có tài, có khả năng. Cái điều thứ hai á, là mình muốn làm với những người mà họ có trăn trở với nghề, thì Thành là một cái người chúng ta cũng thấy rằng Thành hiện nay là cũng đang là một cái người đạo diễn, những nhà làm phim gọi là uy tín hàng đầu. Thành cũng có những cái tác phẩm rất là tốt và rất là nhiều người yêu thích, thì với mình cũng nghĩ vậy. Thật ra khi mà mọi người chọn, hay bản thân mình chọn một cái bộ phim xem, mình nghĩ bộ phim đó mang lại cái gì cho mình, và cái phim đó có hay không, có tốt không, có những cái trải nghiệm như thế nào. Chứ mình cũng không vì quá yêu ghét ai đó mà có thể xem hay là không xem cái bộ phim đó. Tất nhiên là thị trường thì cũng có những cái việc đó, nhưng mà mình mong rằng là một cái tác phẩm tốt và những cái lao động của tụi mình sẽ được khán giả họ nhìn ra. Mình cũng không phải biện minh cho Thành hay gì, tại vì có những cái việc mà nếu mà chúng ta không phải người hoàn toàn biết cái sự việc, hay là chúng ta nhìn ở một góc độ nào, có thể cũng không thấu hiểu hết những cái chuyện xảy ra, nhất là ở cái thời đại như vậy. Chúng ta sẽ thấy nhiều khi có những cái comment ở trên báo chí, chúng ta thấy là hầu như là do những cái giật tít hay là những cái trích đoạn, và họ chỉ xem mấy cái đó thôi, và họ có sẵn một cái gì đó, cho nên là họ có những cái nhận xét và nó đẩy một cái câu chuyện nó đi xa hơn là cái sự thật nó có. Tất nhiên thì mình cũng không thể nào bắt mọi người phải thông cảm, phải hiểu hết, phải tìm hiểu kỹ mới được, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là đại chúng mà, thì họ có những cái quyền như vậy. Thì với cái người làm nghề hay những người như mình á, hay là như Thành á, thì mình nghĩ chỉ có một cái con đường, tức là mình phải cố gắng làm cho thật tốt để thuyết phục mọi người bằng một cái sự, kể cả đời sống, bằng một cái gì đó nó chân thật, nó thật thà, ai hiểu mình được thì đó là cảm ơn. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái đường dài thì mọi người cũng sẽ dần dần nhận thấy những cái mà của cái từng người đã làm được những cái việc. Và thật ra ai cũng có những cái hay, cũng có những cái dở, có ưu điểm, khuyết điểm. Để yêu hay ghét một con người đôi khi nó chỉ làm cái khuyết điểm đó bạn có chấp nhận được hay không, hay là cái phần nào nó làm cho bạn cảm thấy nó nổi trội hơn. Nhưng mà sau khi đã quay xong thì anh đánh giá cái phần diễn của Trấn Thành trong vai Bác Ba Phi thì như thế nào ạ? Bác Ba Phi không phải là một cái vai quá dài, nhưng một cái vai nó có hai cái điểm chốt để nó làm có thể thay đổi cái suy nghĩ của bé An. Với Thành thì để cái vào cái vai này nó không hề khó, bởi vì Thành cũng nghiên cứu rất là kỹ và cũng đã nghiên cứu làm sao để tốt nhất, cho nên là mình thấy rất là thuyết phục. Tất nhiên là mình nói nhưng mà khán giả không tin thì cũng chịu, nhưng mà mình nghĩ rằng khi mà phim chiếu thì mọi người sẽ hiểu lý do vì sao mình mời Thành. Thành là một cái người rất là hoạt ngôn, mình cũng nghiên cứu, thế là Bác Ba Phi là một cái người rất là hoạt ngôn,
có cái tinh thần hoạt ngôn vui vẻ, đem lại niềm vui. Nhưng mà ẩn sau đó bác Ba Phi cũng có những cái trăn trở của bác Ba Phi, và Thành trong một cái vai cũng không có dài, nhưng mình nghĩ Thành đã làm ra được cái chất đó mà của mình mong muốn. Tóm lại anh cũng không có sợ lắm cái việc là mọi người kêu gọi để tẩy chay tác phẩm này đúng không ạ? Mình cũng sợ chứ, nói không sợ là không đúng, nhưng mà mình nghĩ thì những cái gì thuộc về mình nghĩ và mình thấy và mình làm thì mình tin tưởng rằng là mình đã chọn cái điều đúng đắn, mình đã làm được cái điều đúng đắn. Tất nhiên rất là sợ, thì giống như là mình nói sợ người ta hiểu lầm, mình nói không sợ người ta hiểu lầm không đúng, không sợ người ta ghét là không đúng, thì cũng rất là ngại cái chuyện đó chứ. Có thể những cái điều đó sẽ làm cho mình hay là Thành hay là những cái người đó phải càng phải cố gắng hơn để làm sao để mọi người cảm nhận được cái điều mình làm nghiêm túc, chứ không phải là vì cái này hay vì cái kia. Vâng, xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng rất nhiều ạ.